cả các bạn đã đến với siêu thị điện máy HC Hải Dương. Hôm nay mình sẽ quay video hướng dẫn cài đặt ứng dụng SmartThings cho TV Samsung. Đầu tiên, các bạn tìm kiếm và cài đặt SmartThings từ kho ứng dụng. Sau khi cài đặt xong, các bạn mở ứng dụng SmartThings. Trên giao diện ứng dụng SmartThings, các bạn ấn chọn thiết bị và tự động phát hiện. Chọn tên TV Samsung cần thêm vào danh sách. Tiếp theo, chọn tên phòng nơi bạn bố trí TV Samsung. Sau đó, nhập đúng mã pin hiển thị trên màn hình TV. Đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng để tiếp tục. Đồng ý sử dụng Samsung Cloud giúp bạn sao lưu dữ liệu tiện lợi. Các bạn chọn khu vực châu Á để tối ưu TV trong quá trình sử dụng. Quá trình cài đặt đã hoàn tất. Giờ thì bạn có thể điều khiển TV Samsung trên chính chiếc điện thoại của mình một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Video hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng SmartThings cho TV Samsung của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng sẽ mang đến thông tin hữu ích trong quá trình sử dụng TV nhà bạn. Rất mong nhận được sự phản hồi của tất cả các bạn. Hoặc các bạn có thể qua trực tiếp siêu thị điện máy HC Hải Dương tại địa chỉ 354 đường Thanh Niên Kéo Dài, phường Hạch Tân, thành phố Hải Dương để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết tận tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.